Okay. So here, okay, so right here. Well, here's the book that we are going to study today. It's called The Vocabulary for IELTS, but we only run okay the speaking section based on a vocabulary for IELTS. So 1, 2, 3. Okay. So, so from here, okay, here, here's the lesson. People and relationships. So the first one we're going to go, that is the word client. Client. Okay, so there is the word client. Client. First, Miss Dongra. Okay, Miss Dong, can you differentiate like what is client and customer? We have two words, that is client and customer. So here, okay, so do you know the difference between client and customers? Who are you going to call customers? And who are you going to call clients? Vậy được cái từ client và customer thì mình sẽ có một cái sự khác biệt, ở đây khác biệt trong đó gọi là difference. Thì ở đây mình sẽ có từ khác biệt là nói về client, okay, nói về client. Nói về client thì mình sẽ nói về cái khách hàng mà mình gọi là for such a long time, for more than 2 years, for more than 2 years. Như vậy nói về clients thì mình sẽ dùng cho khách hàng hơn 2 năm. Còn nói về customers thì mình sẽ dùng cho new customers, the new customers. So here we have a situation like this. But right now, what field of business are you working in? What field of business are you working in? What kind of company are you working in, Mr. What kind of company are you working in? What kind of company are you working in? What kind of company are you working in? Is it a company? Yeah. I work a business company in the Sunday office. Oh, so you are saying that you work in the business company? So you work in the business company, okay, that you establish, very good. So you have the word like establish in English. And here for the new customers, you are going to use new people come into your company and buy your service or buy the products, you will use the word customer. For people come into your company and buy your service for more than 2 years, you will use the word client. So clients are for people using your service or products for more than 2 years. Do you understand what I'm just saying, Mr. Dong? Do you understand? Would you like close this English? Yes, okay. So right here, just for, so right here we have the word like client and customer. For customer, that is new people come to your company. Yeah. Buy the products, they buy the service. But for the word client, it means people use your service for more than 2 years. People buy your products more than 2 years. So you have okay, the situation like this. We have the word products, we have the word service. So for people, yeah, people using your service or products, people using your service or products for more than 2 years, okay, you will call these people as clients. Clients are for people using your products for more than 2 years. But customers are for the new people. So they just new people come to your company and they buy your products or they use your service. So here, for new people, you will use the word customer. Customer, it means like new customer or new people. Client, it means that old customers. So we are going to have two words in English, client and customer. And two kinds of business. The first one, that is the product business.
The second one, that is the service business. So right now, your company is, your company, okay, let's talk about your company, your company. So first, okay, the field of business. Your company is providing, your company provide what, Miss Sam? What does the company provide? Products or service? Service là dịch vụ. The product, trong tiếng Anh được gọi là sản phẩm. Sản phẩm. Nói được gọi rằng là cái lĩnh vực kinh doanh. Giống như là khi mà mình thành lập một công ty hay mình mở một công ty ra, thì trong IELTS sẽ có cái từ lĩnh vực kinh doanh, thì mình sẽ dùng từ là field of business. Còn từ cung cấp trong tiếng Anh thì mình sẽ có từ provide. Như vậy công ty tôi công ty của tôi cung cấp sản phẩm cho thị trường, hoặc là công ty của tôi cung cấp dịch vụ cho thị trường. Như vậy những cái gì gọi là sản phẩm thì mình sẽ có từ gọi là tangible, có nghĩa là có thể sờ được, có thể nắm được, thì gọi là hữu hình. Cái gì mà hữu hình thì có thể sờ và nắm được cho Joseph và chị Tâm. Còn cái gì mà vô hình thì mình sẽ dùng từ intangible đây được gọi là vô hình trong tiếng Anh. Như vậy nói về service, nói về dịch vụ thì mình sẽ có từ intangible service. Nói về product thì mình sẽ có từ intangible. Như vậy ở đây công ty của tôi cung cấp sản phẩm cho thị trường. Như vậy bây giờ nói về công ty thì mình sẽ nói về cái thị trường mà mình cung cấp. Thì ở đây mình nói về thị trường thì chị Tâm còn nhớ từ thị trường là gì không ạ? Thị trường. Yes. Joseph, do you remember the word thị trường? Fail. No, it's just not fail. It's not fail. Joseph, it's not fail. It's not fail. Yeah. Joseph, hello. Yeah. Can you hear me, Joseph? Joseph, do you know the word thị trường in English? Yes or no? Do you know this word in English, Joseph? No? No. Market. Mình sẽ có từ là từ thị trường trong market. Như vậy khi mà mình đang có những cái hành động, những cái verb trong tiếng Anh để đi vào IELTS, thì ở đây nói về client và nói về khách hàng mà gọi là người ta trung thủy với mình, thì nếu mà nói về khách hàng thân thiết thì ở trong tiếng Anh mình hay dịch là khách hàng cũ là old customers. Còn mình có cái từ mà trung thủy trong tiếng Anh thì mình sẽ có cái tính từ gọi là loyal. Như vậy những cái người mà trung thủy sử dụng cái dịch vụ của mình, thì mình đang có cái tiếng Anh của academic là tiếng Anh học thuật IELTS được gọi là loyal customers. Như vậy nếu mà gọi là loyal customer là khách hàng mà người ta sử dụng cái dịch vụ của mình một cách trung thủy, thì mình sẽ gọi họ là clients, chứ mình không gọi họ là customer nữa. Như vậy ở đây công ty của tôi cung cấp sản phẩm cho thị trường, ý mình đang nói rằng là cái lĩnh vực kinh doanh của công ty mình đang dùng từ lĩnh vực kinh doanh là lĩnh vực mình mua bán, là mình mua bán sản phẩm hay là mình cung cấp dịch vụ. Giống như bên em là dạy tiếng Anh thì cái tiếng Anh là nó vô hình, không có chạm nắm được, thì được gọi là dịch vụ. Như vậy this is the market. Như vậy ở đây how can you say this in English, Miss Tom? Công ty của tôi cung cấp sản phẩm cho thị trường. How can you say this in English? My company. Yeah, cung cấp sản phẩm cho Provide products. Yes, very good. Cho thị trường, cung cấp cái gì đó ra, cái gì đó. For market. Yeah, okay, for the market. For the market. My company provide products, okay, for the market. If you use the word for, it means that you do something for me. For example, I don't know how to do my homework. I will ask you, and you will do the homework for me because I don't know how to do my homework. So if you use the word for, it means that somebody helps you to do something. That is for. But if I want to go to if I want to go to the cinema, I will say I go to or I talk to you. So we use the word to, okay? To. We have a place to go to. Nhưng mà nói về to thì nó đến gọi là cái điểm đến hoặc là cái sự tương tác, là mình tương tác với ai đó, mình tương tác với cái gì đó. Còn nói về for thì mình làm dùng cho. Như vậy ở đây mình đang nói là công ty cung cấp sản phẩm ra thị trường, thì cái từ mà gọi là dùng cho ở đây là sai rồi. Mình đang nói là công ty cung cấp ra cái điểm đến đó, nó có một cái điểm đến
Thì nói về điểm đến, nói về cái sự tương tác thì chị Tâm sẽ dùng to từ market. To the market. And here, okay, we have a structure in English for present simple. I, we, you, they, verb without s. He, she, it, verb with s. So Joseph, do you know how to fix this sentence? My company provide products to the market. How can you fix this sentence, Joseph? Speak up and speak loudly, Joseph. Correction. So how can you correct my company provide products to the market, Joseph? No. My company is provide products to the market. Oh no, the company is provide the products to the market. No, this is still wrong. Please remember that I, we, you, they, I, we, you, they, now as. Okay, you are going to use the verb like this. And if you use he, she, it, okay, and only one noun, you are going to put s at the end of your verb. Like, okay, she likes, but I like. So Miss Tam, okay, please look at your sentence. How can you fix your sentence, Miss Tam? My company provides products to the market. How can you correct your sentence? This one. My company provide compression to the market. No. My company, okay, so here mình sẽ có một cái cấu trúc mà khi mà mình nói hoặc là mình viết trong tiếng Anh là I, we, you, they, mình hay học là I, we, you, they động từ nguyên mẫu, he, she, it hoặc là danh từ một cái thì động từ nó sẽ thêm s. Có lý do tại sao khi mình nói là mình nghe người nước ngoài nói là lúc nào họ cũng có s ở phía sau cả, là do sau he, she, it hoặc danh từ là cái chủ ngữ mà là chỉ có một cái duy nhất thôi thì cái hành động của mình nó sẽ thêm s. Còn I, we, you, they hoặc là danh từ mà suốt nhiều thì động từ nó nguyên mẫu, không phải lúc nào cũng sử dụng am, is, are là như Joseph. Mình chỉ sử dụng động từ to be, am, is, are khi mà mình nói về feeling của mình, có nghĩa là hãy nhớ cái câu nói I am happy, sử dụng được am, is, are, nói về feeling hoặc là nói về cái gì nó đang xảy ra là ngay bây giờ, mà cái gì nó đang xảy ra thì hãy nhớ đến hành động nó thêm in trong tiếng Anh. Thì ở đây mình có thể dùng từ là được gọi là I am studying now. Như vậy cái gì nó đang xảy ra thì mình sẽ dùng verb in trong tiếng Anh. I am studying now. Như vậy khi không phải lúc nào cũng dùng am, is, are, hãy nhớ I am happy hoặc là I am studying now. Nói về emotion, nói về feeling, cảm xúc, nói về cái gì nó đang xảy ra. Còn lại nói về bình thường trong hiện tại hãy nhớ I will you there, động từ nguyên mẫu, you see, động từ thêm s và yes. Do đó thì cái câu của Miss Tâm thì Miss Tâm chỉnh sửa như thế nào thì đúng không? My company products provides products to the market. Very good. My company provides products to the market. Như vậy nói về thị trường, nói về sản phẩm thì Joseph và Miss Tam sẽ bây giờ mình sẽ bổ sung cái kiến thức của IELTS ngay cái lúc bắt đầu mình học như thế này luôn. Ok, nói về thị trường thì mình sẽ có cái từ được gọi là thị trường khó khăn, thị trường khó tính hoặc là thị trường dễ tính. Như vậy cái gì mà nói về khó khăn hoặc là cũng dịch theo trong tiếng mình gọi là khó tính trong tiếng Anh, mình sẽ dùng một cái từ là mình hay sử dụng nhiều nhất là từ difficult. Từ thứ nhất là difficult, từ thứ hai mình sẽ có là từ tough trong tiếng Anh, và từ thứ ba thì mình sẽ có là từ hard trong tiếng Anh. Đây là ba từ difficult, tough, hard. Như vậy khi mà nói về cái gì đó mà chỉ về cái tình trạng là nó như thế nào thì mình hãy nhớ đến am, is, are sẽ cộng trực tiếp cho cái từ chỉ về tình trạng để khi mình nói hoặc kể cả ngay khi mình viết. Và bây giờ mình đang học tiếng Anh theo kiểu phản xạ mà sử dụng đúng ngữ pháp trong tiếng Anh. Như vậy thị trường Việt Nam rất rất khó tính. Thì ở đây bao nhiêu giờ mình đang có một cái từ nói về Việt Nam. Việt Nam là cái tên của một đất nước, name of the country. Nhưng mà cái gì đó mà nó liên quan đến Việt Nam thì mình phải dùng tính từ được gọi là Vietnamese trong tiếng Anh. Như vậy ở đây thị trường Việt Nam thì ở đây mình nói là tiếng Việt nó theo chiều xuôi, tiếng Anh nó sẽ theo chiều ngược lại. Thì ở đây mình rap như thế nào, Mr. Thị trường Việt Nam. Vietnam market.
Yeah, Vietnamese market. Vietnamese market. Yes, Vietnamese market. Còn nói về thị trường nước ngoài, Joseph, do you remember? Do you international. Remember? Oh, very good. International. International. What else, Joseph? Joseph, one more word for for thị trường for quốc tế nước ngoài in English. Do you remember this one, Joseph? Hello, international and what else, Joseph? Joseph, can you hear me? Oh, Phát có nghe mình tích trở nói không Phát? International and what else? Oh no, foreign. Mình sẽ có từ được gọi là ngoại quốc trong tiếng Anh. Ngoại quốc trong tiếng Anh mình sẽ dùng từ international và từ foreign. Như vậy ở đây bây giờ mình muốn nói là thị trường nước ngoài. Thì ở tiếng Việt có theo chiều xuôi, tiếng Anh nó sẽ theo chiều ngược lại. Thì mình rap như thế nào biết không? Yeah, thị trường nước ngoài, việc xuôi ăn ngược. Và chị hãy nhớ là tính từ là cái từ mà chỉ cái trạng thái nó như thế nào, nó luôn luôn đặt trước cái danh từ đó. Thì chị hãy nhớ là cái international market. Very good. Chị nhớ là a lovely boy. Như vậy cái boy đó là xấu hay đẹp, dễ thương hay như thế nào đó, cái từ chỉ về trạng thái nó phải đặt trước. Như vậy ở đây là international market. Phải nói về Samsung, nói về Apple, nói về iPhone, người ta mới tung ra một cái sản phẩm vào cái thị trường. Thì mình sẽ có một cái hành động nói về thị trường trong tiếng Anh là market. Nói thứ nhất, mình sẽ có cái hành động tung ra trong tiếng Anh. Như vậy tung cái gì đó ra thị trường thì mình sẽ dùng listing, launch. Okay, I'm on. Launch. Launch. Very good. Launch. Launch. Yes, okay. Như vậy ở đây mình nói là Samsung, okay, công ty Samsung đang tung điện thoại mới vào thị trường. Thì mình launch, mình sẽ có công thức là launch something into somewhere. Có nghĩa là tung cái gì đó là something, somewhere gọi là vào nơi nào đó. Như vậy hồi nãy mình hãy nhớ là cái cấu trúc mà trước giờ mình học là cái gì đó đang xảy ra là am, is, are cộng với verb in. Như vậy công ty Samsung đang tung sản phẩm mới vào thị trường. Thứ nhất mình sẽ có cái từ được gọi là công ty. Trong tiếng Anh, công ty, what is this in English, Mr.? Company. Oh, very good. Và nói về công ty thì cái nó nhỏ quá. Tại vì công ty là những cái gì mà bình thường, còn những cái công ty mà nó nổi tiếng rồi, người ta không dùng từ công ty, mà người ta sẽ dùng từ doanh nghiệp trong tiếng Anh. Như vậy cái gì mà nói về công ty mà Joseph và Mr. thấy là nó đã nổi tiếng rồi, và đất nước nào cũng có cái công ty đó, thì mình phải dùng cái từ được gọi là doanh nghiệp. Và doanh nghiệp thì mình đang có một cái từ trong tiếng Anh học thuật là enterprise. Như vậy ở đây mình đang muốn nói được gọi là doanh nghiệp Samsung, thì Mr. Rap như thế nào ạ? Samsung Enterprise. Very good. Samsung Enterprise. Enterprise. Very good. Doanh nghiệp Apple. Okay. Thì Joseph, em rap thử như thế nào Joseph? Hello? Joseph, I cannot hear you. What is wrong? Apple Enterprise. Tại nãy cái mic em bị hư, chứ chờ em ngồi em chỉnh. Okay, right now. Okay, có gì đợi bên văn phòng sẽ gửi hết toàn bộ về Kiên Giang cho Joseph nhé. Mấy cái công cụ á. Okay, Apple Enterprise. Okay, doanh nghiệp Apple. Như vậy ở đây mình có thể nói là doanh nghiệp Samsung đang tung sản phẩm mới vào thị trường. Nãy mình có từ sản phẩm trong tiếng Anh, Miss Tom còn nhớ không Miss Tom? Product. Yes, product. No, not product. Miss Tom, this is product. Product. Yes, okay. The first syllable, nó nhấn vào âm thứ nhất. Product. Nói về sản phẩm thì mình sẽ có product. 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 Như vậy, Samsung đang tung sản phẩm mới vào thị trường, thì chị Tâm rap trước dùm em cái câu này đi ạ. Chị Tâm rap như thế nào? Samsung đang tung sản phẩm mới vào thị trường. Samsung Enterprise is launching. Yes. Yeah, launching a new product. New products. Yes. The new products to the market. Very good. Into the market. Into the market. Rồi doanh nghiệp Apple đang tung điện thoại mới
vào thị trường Việt Nam thì Joseph Wrap như thế nào? Joseph Wrap doanh nghiệp đó. Apple Enterprise launch new phone into the market. Yeah, but what kind of market? American market, Vietnamese market, or what market? Into Vietnamese market. Như vậy mình có từ doanh nghiệp, mình có từ công ty, mình có từ sản phẩm. Thì khi nó tung vào thị trường, okay, có nghĩa là nó muốn khai thác thị trường của Việt Nam của mình, khai thác thị trường của nước ngoài. Thì trong tiếng Anh học thuật mình sẽ có từ khai thác trong tiếng Anh. What is this word in English, Miss Tam? Do you remember? Do you remember this word in English? Khai thác. Okay, use the word like exploit. Exploit. Khai thác là exploit. Còn khám phá trong tiếng Anh thì mình mới dùng từ explore. Explore. Như vậy, doanh nghiệp Samsung cần hiểu khách hàng tại Việt Nam, hoặc là doanh nghiệp Samsung cần hiểu thị trường Việt Nam. Như vậy, mình đang có từ hiểu trong tiếng Anh. Hiểu hoặc là tiếng Việt cũng mình sẽ dịch là hiểu về. Không dùng từ about đối với từ hiểu. Hiểu hoặc là hiểu về. Mình chỉ cần dùng một từ thôi. Understand. Còn mà hiểu sâu sắc cái gì đó, nói chung là sâu sắc, thì ở đây mình đang có từ là từ deep là sâu sắc. Nhưng mà khi mà muốn diễn tả cái mình làm cái gì đó một cách sâu sắc là mình phải dùng deeply mới dùng cho action verb được. Như vậy doanh nghiệp, như vậy mình có thể nói là Samsung muốn hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam thì chị Tâm rap như thế nào? Samsung muốn hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam. How can you say this in English? Samsung Enterprise deeply understand into the Vietnamese market. Into the Vietnamese market. Okay, Joseph, please look at Miss Tom's sentence. What is wrong in her sentence? And can you fix her sentence? Please correct her sentence, Joseph. So just share with me your ideas. No worries. For Samsung Enterprise 1-2. Very good. Okay, Samsung's Enterprise 1-2. What? Just continue to finish the sentence, Joseph. Understand deeply into the Vietnamese market. Yeah, okay, understand deeply into the Vietnamese market. Okay, good, but not good enough. Tốt nhưng mà chưa tốt đâu, Joseph. Thứ nhất là chị Tâm có dùng phải dùng từ là want, be with you. Tại vì người ta sẽ diễn tả là cái hành động thứ nhất trong tiếng Anh. Khi mình nói ra là cái hành động thứ nhất, muốn đi được với hành động thứ hai, thì chị Tâm luôn luôn định thêm từ to trong tiếng Anh vào cho em. Như vậy ở đây, nói về cái mặt cảm xúc đó, trong tiếng Việt của mình ha, thì mình hay nói là về từ muốn, cần, thích, yêu. Đây là bốn từ chỉ về cảm xúc trong tiếng Việt. Nhưng mà trong tiếng Anh, cái meaning của nó đúng là meaning về feeling. Nhưng mà theo quy chế trong tiếng Anh, từ này nghĩa là nói về cảm xúc. Nhưng mà theo cái ngữ pháp thì nó được xem như là một cái action verb trong tiếng Anh, là một cái hành động. Như vậy want là một hành động trong tiếng Anh, nghĩa là nói về cảm xúc là muốn. Like cũng là được xem là hành động, need được xem là hành động, và love cũng được xem là hành động, nghĩa nói về cảm xúc. Nhưng trong thực tế nó là hành động. Như vậy ở đây giữa hành động thứ nhất và muốn đi chung với hành động thứ hai, mình phải đệm thêm từ to trong tiếng Anh. Đây là lý do tại sao mình sẽ có từ want to understand deeply into the Vietnamese market. Và không phải cái gì nó cũng dùng đi chung với từ into. Hồi nãy chị Tâm vừa và Joseph vừa mới thông qua đó, mình sẽ có từ là tung ra là từ launch. Mình launch cái gì đó vào thị trường, thì đối với từ launch người ta mới đi chung với từ into. Thì phải launch something into somewhere. Còn cái này nó từ nó đi chung với từ, và cách mà để nhớ thì mình phải phản xạ nhiều, mình phải thực hành nhiều. Trong lớp thì bắt đầu mình sẽ nhớ từ một cách được gọi là tự nhiên và không có học vẹn. Như vậy ở đây want to understand là cái thứ nhất. Như vậy thứ nhất là cái lỗi sai là want, thiếu từ to. Tại vì want là cảm xúc, want là verb thứ nhất, understand là hành động thứ hai. Giữa hành động cứ want to làm cái gì đó. Cái thứ ba là trong thị trường Việt Nam, chứ không phải là vào trong thị trường Việt Nam. Như vậy trong cái gì đó, trong một cái đất nước nào đó, thì mình chỉ dùng một cái từ được gọi là in mà thôi. In và cộng cho cái country ở phía sau. In và cộng cho cái country ở phía sau. Rồi tiếp theo
là Vietnamese là dân, là cái từ nó liên quan đến một cái đất nước, thì mình không bao giờ mà đặt cái chữ the trước một cái tên ring. Như vậy ở đây là into Vietnamese market. Vietnamese không bao giờ có the đứng ở phía trước. Như vậy là không dùng the, ok? Không dùng the, the. Như vậy mình chỉ dùng the cho những cái danh từ bình thường. Còn the không đi chung, không đi chung với danh từ ring. Danh từ ring chỉ vào đất nước, chỉ vào con người, cái tên của cái quốc tịch của người ta không dùng được. Như vậy ở đây, thứ nhất là hãy để ý là in country. Thứ hai, không dùng the của Vietnamese market. Thứ ba, những cái từ này nói về cảm xúc nhưng mà trong tiếng Anh được xem như là hành động, hành động, hành động, hành động. Đó là lý do tại sao giữa verb 1 và verb 2 phải có to. Và cái thứ tư là mình phải nhớ là I, we, you, they, hành động nguyên mẫu, he, she, it, động từ thêm s và es. Như vậy ở đây câu này thì chị Tâm chỉnh như thế nào? How can you fix this sentence? Samsung Enterprise want to deeply understand to Vietnamese markets. Yeah, want to deeply understand in Vietnamese markets. Yes, okay. Rồi như vậy ở đây. I, we, you, they, danh từ số nhiều, động từ nguyên mẫu. He, she, it, danh từ một cái, động từ thêm s. Đó là cái cách mà mình one nói. One không có s. One phải có s. One à? Enterprise là chỉ có một doanh nghiệp Samsung mà thôi. Đây là một cái. Đây là một cái. Do đó thì mình dùng một cái duy nhất thì mình sẽ dùng từ enterprise. Nó không có s. Và sau đó thì hành động nó phải thêm s vào. Và cái thứ hai là trong đất nước mà trong cái gì? Ở đây mình đang bị đánh lừa. Đúng là từ in dành cho đất nước, nhưng mà cái nghĩa là Samsung, doanh nghiệp Samsung muốn hiểu rõ cái thị trường Việt Nam. Mình đang muốn nói là doanh nghiệp Samsung muốn hiểu rõ thị trường Việt Nam, thì ở đây mình không nên dùng từ in trong tiếng Anh. No in like this. Samsung Enterprise wants to deeply understand Vietnamese market. Như vậy trước khi Samsung hiểu rõ thị trường Việt Nam, Samsung phải khám phá thị trường Việt Nam. Như vậy mình có cái từ mà trước khi trong tiếng Anh, mình đang dùng từ before. Như vậy trước khi Samsung hiểu rõ thị trường Việt Nam, Samsung phải khám phá thị trường Việt Nam. Mình đang có từ phải trong tiếng Anh. Chị Tâm còn nhớ từ phải là gì không? Must. Yeah. Must, okay. Như vậy chị Tâm rap câu này giúp em với. Trước khi Samsung hiểu rõ thị trường Việt Nam, Samsung phải khám phá thị trường Việt Nam. Before Samsung Enterprise wants to deeply understand Vietnamese market, Samsung, okay, phải khám phá thị trường Việt Nam à? Explore to the Vietnamese market. Yes, to the Vietnamese market. Okay, Joseph, please look at Miss Tom's sentence. She said that before Samsung Enterprise wants to deeply understand Vietnamese market, must explore to the Vietnamese market. Mình có từ before, okay, to combine để kết hợp hai câu lại với nhau. Như vậy câu thứ nhất là Samsung Enterprise wants to understand Vietnamese market, và câu thứ hai là Samsung phải hiểu rõ thị trường Việt Nam. Thì Joseph sẽ chỉnh cái câu nói của Miss Tâm như thế nào cho đúng, Joseph? Before Samsung Enterprise want to deeply understand Vietnamese market, Samsung Enterprise must explore to the Vietnamese market. Before Samsung Enterprise wants to deeply understand Vietnamese market, Samsung Enterprise must explore to Vietnamese. Yes, very good. Explore to know the Vietnamese market. Thứ nhất là khi mà chị dùng từ before, thì chị hãy nhớ là từ before của mình nó sẽ có hai câu, có hai vế. Vế thứ nhất là sentence 1, mình ghi vậy cho dễ hiểu.
phải một cái có nghĩa là mình pause lại trong cách nói của mình là mình ngừng một giây thôi. Mình sẽ nói được sentence number two liền. Đây là cách nói. Cái thứ hai nữa, không phải lúc nào mình cũng dùng từ to như thế nào. Và câu của Joseph còn một chút xíu nữa là đúng, là không bao giờ dùng từ to một cách dễ dàng như thế này. To chỉ cộng cho hai hành động đi với nhau. Nhưng mà explore là khám phá. Mà khám phá cái gì? Khám phá nơi nào? Là Vietnamese market. Như vậy sau explore mình đâu có xài hành động thứ hai đâu. We don't have action number two. So we don't use to. Mình không sử dụng từ to, là to đằng sau từ khám phá, là từ explore. Đây là cách đơn giản. Và bây giờ tiếp tục. Ok, chúng tôi cần khám phá, chúng tôi cần khám phá sở thích của khách hàng và thói quen của khách hàng. Như vậy nói về cái từ khám phá thì mình sẽ có cái từ sở thích trong tiếng Anh, và nói về từ sở thích thì mình lại có cái từ thói quen trong tiếng Anh. Thì sở thích là gì, chị Tâm còn nhớ không ạ? Like. Oh no, not like. Joseph, do you remember this word in English? What is sở thích? Hobby. Okay, hobby. Chị Tâm sẽ có cái danh từ là hobby, là sở thích. Còn thói quen, chị Tâm còn nhớ từ này không ạ? Do you remember this word, Miss Tâm? No. No, oh, Joseph. Habit. Okay, habit. Như vậy mình nói về cái danh từ như là tôi thích đi chơi, I like to go out. Nhưng mà bây giờ mình không thích dùng từ I like. Tại vì cái câu này nó nói quá đơn giản, mà khi mà IELTS không được nói đơn giản, phải dùng cấu trúc ngữ pháp để nói, thì người ta sẽ dùng là sở thích của tôi là đi xem phim, thói quen của tôi là đọc sách. Như vậy sở thích của tôi là đi xem phim, thì người ta hay nói là my hobby. Có my một hobby is đi xem phim là gì ạ? My hobby is what? It's go to. Yeah, it's go to the cinema. Very good, Miss Tâm. It's go to the cinema. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa. Ở đây khi mà chị Tâm nói là my hobby is, mà chị Tâm hãy nhớ có am, is, are trong câu. Một là danh từ đứng ở phía sau. Hai là verb in đứng ở phía sau. Như vậy ở đây chị Tâm... Going to. Yes, very good. It's going to. My hobby is going to the cinema. My hobby is going to the cinema. Đây là câu đúng. Còn câu trên là nó hơi sai một chút xíu. Như vậy khi mình có một hobby thì mình sẽ dùng là my hobby. Còn khi mà mình có nhiều hobby thì mình sẽ dùng là my hobbies. My hobbies. Khi mà mình nói my hobbies like this. Như vậy thói quen của tôi là đọc sách. How can you say this in English, Joseph? My hobby is read books. Reading books. My habit is reading books. Tôi thường xuyên đọc sách. Tôi thường xuyên đọc sách thì chị Tâm nói như thế nào? Tôi thường xuyên đọc sách. I usually read books. Very good, okay. Tôi thường xuyên đọc sách tại vì tôi muốn khám phá thế giới bằng sách. Thì chị Tâm nói như thế nào? Tôi thường xuyên đọc sách tại vì tôi muốn khám phá thế giới bằng sách. How can you say this in English? I usually read books because I want to explore. Yeah, by books. Very good, by books. Very good. Okay. Tôi thường sử dụng sách. I'll get from you. No. Tôi thường sử dụng sách. Tôi thường sử dụng sách để khám phá thế giới. Thì mình rap như thế nào chưa sách? Tôi thường xuyên sử dụng sách để khám phá thế giới. I usually use books to explore the world. Yes, I usually use books to explore the world. Như vậy nói về cái mức độ thường xuyên thì mình nói về thói quen, là mình nói về habits. Còn nói về cái sở thích thì thường người ta sẽ thay vì người ta nói là my hobby is going to the cinema. Như vậy tôi thích đi xem phim. I like to go to the cinema. Đây là cách nói thông dụng bình thường, mà đây là cách nói cho Myers. Như vậy thay vì mình nói một cách thẳng thắn thì mình sẽ sử dụng danh từ là sở thích của tôi, thói quen của tôi, ví dụ là như thế. Và bây giờ mình quay lại cái từ về khám phá. Như vậy Samsung phải khám phá sở thích và thói quen của khách hàng trước khi họ tung sản phẩm vào thị trường. Như vậy khám phá sở thích và thói quen của khách hàng, khách hàng mới hoàn toàn, thì hồi nãy mình vừa mới học một từ là gì ạ? Một cái khách hàng mà mới hoàn toàn luôn ạ. New customer.
Yeah, new customers. Nó vậy, Samsung phải khám phá sở thích và thói quen của khách hàng. Thì chị tâm rác như thế nào? Samsung Enterprise must phải explore. Yeah, sở thích và thói quen của khách hàng. Explore happy and happy. Yes, okay, cool. For customer. For this customer. The new customers. Okay. Yes, Joseph, please look at Miss Tom's sentence. And what is wrong in the Miss Tom's sentence? Samsung phải khám phá thói quen và sở thích của khách hàng. How can you make this sentence right? Joseph, can you show me the way to correct this sentence? Samsung okay, phải khám phá sở thích và thói quen của khách hàng. What is wrong in this sentence, Joseph? Oh, Samsung Enterprise must explore hobbies and habits of the new customer. Yes, very good. Explore hobbies and habits of the new customers. Khi mà chị Tâm làm cái gì đó cho ai đó, mình làm dùm, tại vì họ không làm được, thì mình làm dùm cho, mình sẽ dùng từ for. Còn mà mình làm, mình tương tác, tôi nói chuyện mà bạn sẽ nói lại với tôi và hoặc là tôi làm cái này để đạt mục đích gì đó, thì nói về từ chu là nói về cái sự tương tác giữa hai bên, hoặc là nói về gọi là cái điểm đến cuối cùng, giống như là mình đi du lịch, mình đi ở đâu, mình đi Đà Lạt hay đi đâu, thì người ta sẽ dùng từ chu. Và ngược lại, và tiếp theo là mình nói về của thì mình sẽ dùng từ of trong tiếng Anh. Và từ of là từ của đơn giản nhất, nó rất y chang tiếng Việt luôn, xuôi trong tiếng Việt luôn, không ngược lại, không phải là ăn ngược và việc xuôi, không cần như thế. Mình sẽ có từ off trong tiếng Anh. Như vậy, new customers like this. Như vậy, khám phá sở thích và thói quen của khách hàng để làm gì? Để hiểu được cái gọi là trong tiếng Anh học thuật nó sẽ có cái từ được gọi là thị hiếu của khách hàng. Thì nghe nó rất là khó hiểu, thị hiếu của khách hàng. Thị hiếu có nghĩa là nói chung chung là đơn giản là thói quen và sở thích của khách hàng. Họ thích cái gì, họ không thích cái gì. Thì trong tiếng Anh học thuật nó sẽ có từ thị hiếu của khách hàng. Người ta phải sử dụng từ được gọi là Customer insight. Như vậy, để gọi là Samsung hiểu, muốn hiểu, Samsung phải hiểu thị hiếu của khách hàng để tung sản phẩm phù hợp vào thị trường. Thì nói về chữ thị hiếu thì người ta sẽ tạo ra những cái gì đó nó phù hợp với thị trường. Phù hợp thì mình đang có từ suitable. Phù hợp nó sẽ đi chung với từ gì? Phù hợp thì mình sẽ có từ suitable for cái gì đó. Như vậy, Samsung sẽ tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường. Thì mình có từ tạo ra thì chị Tông và Joseph còn nhớ từ tạo ra là gì trong tiếng Anh không ạ? Create. Okay, thank you, Joseph. Create. Okay, create. Như vậy, Samsung phải tạo ra sản phẩm phù hợp cho thị trường. Thị trường Việt Nam đi. Thì chị Tông rap như thế nào ở Samsung phải tạo ra sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam. How can you say this in English, Ms. Tom? Samsung Enterprise must tạo. Yeah, must. Okay. Tạo ra sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam. Must create products. Yeah. Sustainable for. Yeah, thị trường Việt Nam. For thị trường Việt Nam. For Vietnamese markets. Very good for Vietnamese market. Và chị Tâm và chị sẽ phải nhớ. Hãy nhớ rằng là khi mà mình nói về cái gì mà nó liên quan đến tính từ thì được viết tắt là ADJ trong tiếng Anh, hoặc là viết đầy đủ của nó là adjective, là cái từ chỉ đơn thuần là nói cho mình biết là cái gì đó như thế nào, là nó diễn tả về cái tính chất hoặc là cái trạng thái của cái việc đó, nó tốt hay nó xấu hay là nó như thế nào. Khi mà nói đến tính từ thì khi thấy tính từ thì chị Tâm và Joseph lại nói trước danh từ. Và cách nhớ cái này, hãy nhớ là a lovely girl, một cô gái dễ thương, hoặc là handsome boy. Như vậy, từ handsome và từ lovely là cái từ diễn tả cái tính chất và cái trạng thái là người đó xấu hay là đẹp. Đó là ở đây sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam, thì cái này mình chỉnh sửa như thế nào cho đúng đây chị Tâm?
how can you fix this sentence? Yeah. Samsung phải tạo ra sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam. Như vậy mình sẽ có từ sản phẩm phù hợp trong tiếng Anh. Sản phẩm phù hợp. Ở đây thì phù hợp là tính từ, sản phẩm là danh từ. Do đó Samsung. Cũng... Yeah. Samsung Enterprise Bus Pre-A Super Products. Yes. Super Products, okay. Suitable products for Vietnamese market. Như vậy nói về cái gì đó mà mình biết ngay trong từ điển nó đang để là tính từ là ATJ, là hai anh chị phải nhớ rằng là mình dùng tính từ trước danh từ. Như vậy ở đây sẽ có từ là từ suitable products, suitable products, suitable products, suitable products. Rồi như vậy ở đây. Wow, wow, wow. Okay, Joseph. Joseph với chị Tâm là sẽ là học cái gọi là học, bây giờ mình sẽ học những cái case là mình sẽ dựa vào cái cuốn sách được gọi là cuốn sách mà anh ơi, của những cái anh chị mà lớn á, để học á, được gọi là cuốn sách này. Đây là gọi là Vocabulary for IELTS. Vocabulary for IELTS là mình sẽ học trực tiếp vào trong cái chương trình của IELTS luôn. Bởi vì Joseph bắt đầu đã có cái óc sáng tạo và tư duy tốt rồi. Như vậy là mình sẽ học dựa trên cuốn này luôn. Và mình mới đi thông qua cái từ đầu tiên là từ clients. Còn những cái chữ mà nó khó khó như thế này thì Joseph với chị Tâm cũng không cần để ý thêm. Tại vì bên teacher sẽ gọi là có một cách khác để làm cho mình là lấy hết tất cả các từ vựng như thế này nè. Gọi là trong một chút xíu thôi, khoảng 1K hoặc là 3K thôi là mình đã hiểu hết toàn bộ cái tờ giấy mà cô quá trời chữ như thế này. Như vậy sau cái buổi hôm nay á, là Joseph và chị Tâm á, hãy xem lại cái biểu đồ tư duy này và coi lại cái gọi là cái video này, tại vì đây là video đầu tiên, cái lớp đầu tiên mà mình gọi là mình chạy thẳng vào IELTS như thế này đối với Joseph, và cũng là lớp đầu tiên đối với chị Tâm. Joseph và chị Tâm là phải xem lại và mở biểu đồ tư duy lên, coi lại cái video clip để coi là mình nhớ cái gì mà mình không hiểu cái gì. Joseph hiểu không Joseph? Yeah, yes. Do you understand me Joseph? Yes. You're very good. Miss Tâm, chị Tâm coi lại cái cách học nè. Tại vì bên em là sẽ sử dụng gọi là toàn bộ 100% dựa trên giao tiếp. Bên em bẻ về ngữ pháp, bên em bẻ về phát âm luôn, rồi bên em bẻ về kỹ năng nói luôn. Như vậy cứ một từ trong đây là nó ra rất rất là nhiều biểu đồ. Do đó thì mình sẽ vận dụng, mình nói rất là nhiều. Cái buổi đầu tiên là cái buổi mà để cho chị Tâm quen biết với lại cái cách mà sử dụng cái phần mềm như thế nào và cách học như thế nào cho quen. Và sau buổi đầu tiên này, chị Tâm hãy coi lại trên cái ba cái biểu đồ tư duy hồi nãy mình vừa xuất ra như thế này. Bên em sẽ gửi cho chị Tâm cái biểu đồ tư duy và gửi cho Joseph cái biểu đồ tư duy, và đồng thời cũng gửi cho cái file thu âm này học giữa Joseph, chị Tâm với lại bên em. Thì hãy coi lại cái video này và hãy xem lại cái biểu ba biểu đồ tư duy này, và mình hãy gọi là nhận xét coi bao nhiêu phần trăm mình hiểu, bao nhiêu phần trăm mình không hiểu, để cái ca ngày mai là từ lúc là từ 1 giờ trưa cho đến 2 giờ trưa thì bắt đầu bên em sẽ chạy thẳng vào mở rộng ra tiếp tục đối với từ client. Một từ client có thể có rất rất nhiều từ để mình kéo lại cái tiếng Anh cũ, là từ vựng cũ mà mình không sử dụng được, và mình sẽ khai thác thêm từ mới, là vừa học cũ, vừa ôn cũ, vừa học mới, và vừa ôn cũ cấu trúc cũ và vừa học mới cấu trúc mới. Giống như hồi nãy giờ là chị Tâm là với Joseph là hay bị sai là cái cấu trúc mà căn bản nhất trong tiếng Anh ở hiện tại, nói một cách ở hiện tại là I will you there với he she it, mà mình vẫn còn sai. Với lại cái am is are là nói về cảm xúc, nói về đang xảy ra, mà mình vẫn dùng lộn. Do đó thì cũ, ôn cũ và học cái mới. Thì sau buổi ngày hôm nay thì là hai anh chị phải xem lại bài, phải nghe lại video, để cho cái buổi ngày mai á, là cái buổi mà mình học thử thứ nhất. Buổi ngày hôm nay là mình chỉ có
chạy demo để cho biết cái quy trình thôi. Và ngày mai bắt đầu mình học thử trong vòng một tiếng là mình sẽ mở nó, mình gọi là mình tăng cái biểu đồ tư duy ra. Giống như những bạn khác thì một ngày học là có thể thu hoạch được rất là nhiều biểu đồ tư duy. Thì ở đây thì bên em chỉ có thể trao đổi được là như thế thôi. Có gì rồi chị Tâm không hiểu cái gì thì chị Tâm hãy gọi điện trực tiếp cho bên em nha chị Tâm. Ok, như vậy hẹn gặp chị Tâm vào ngày mai, mà chị Tâm nhớ chỉnh giúp em cái điện thoại hoặc là cái laptop của chị Tâm nhá. Bây giờ nó hoạt động tốt rồi đó, chứ không thôi là ngày mai nó hay trục trặc lắm. Như vậy ngày mai là bên em với lại bên em bên văn phòng sẽ gửi cho chị Tâm với lại Joseph cái đường link vào lúc là 12:45 để mình vào trong cái phần mềm trước gì đấy để cho nó ổn định, rồi đúng một thời chung mình học để cho nó ổn định. Ok, cảm ơn Joseph và cảm ơn chị Tâm nhiều nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Goodbye, thank you so much.